Chào mừng các bạn đến với video của channel BánLinhKiện.vn. Trong video ngày hôm nay, BánLinhKiện.vn sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ có hình dáng khá độc đáo mới về bên mình. Như các bạn có thể thấy, ngay phần vỏ hộp đây chính là hình ảnh của chiếc đồng hồ. Đồng hồ này có tên đầy đủ là đồng hồ số treo tường HC012. Nào, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng review, tìm hiểu về chiếc đồng hồ này nhé. Tin vui dành cho các bạn tại Hồ Chí Minh, bộ kit tự học Arduino giảm giá chỉ còn 329.000 đồng, áp dụng khi đăng ký đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng BánLinhKiện.vn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hồ được đặt cố định khá là chắc chắn trong một miếng xốp, bên trong còn có một tờ giấy chính hãng, hướng dẫn sử dụng đến từ nhà sản xuất. Điều đầu tiên mình thấy ấn tượng ở chiếc đồng hồ này là nó sử dụng nguồn từ USB, tức là nó sử dụng nguồn 5V. Chính vì vậy mà nó còn đi kèm theo một chiếc nguồn 5V và dòng có 0.5A thôi. Chỉ việc cắm vào như này và cắm sạc vào với nguồn điện 220V là nó hoạt động rồi. Phần dây nguồn này mình thấy rất là dài. Không chỉ dài như này mà phía sau còn tháo ra được thêm một đoạn nữa. Phải khoảng tầm gần 4m. Cùng với màu dây trong suốt như này, mình thấy rất phù hợp với màu tường nhà bạn. Dây không bị lộ hẳn ra khi treo đồng hồ trên bờ tường. Dây này nếu thấy dài quá, bạn chỉ việc quấn ở phía sau như thế này, cực kỳ gọn gàng luôn. Đồng hồ có thể treo lên bờ tường hoặc có thể để lên bàn rất đẹp nhờ chiếc đế đi kèm. Đồng hồ hiển thị giờ, phút bằng led bể thanh, qua cách hiển thị dây khá là độc đáo bằng các chấm vuông chia đều 60 giây theo viên hình tròn của chiếc đồng hồ này. Ở phía dưới này là một chiếc lỗ quang trở cảm biến ánh sáng, khi trời tối đồng hồ cũng tự động giảm độ sáng. Chiếc đồng hồ nhìn mặt trước thì giống kính chứ thực ra hoàn toàn bằng nhựa. Phần mặt sau này là ba phím ABC, cài đặt giờ, phút của chiếc đồng hồ, thông tin nhà sản xuất và ngày sản xuất. Phía trên này còn có một lỗ để treo đồng hồ lên bờ tường. Vì đồng hồ sử dụng nguồn 5V nên mình sẽ cắm nó vào với một chiếc sạc dự phòng. Đó, ngay lập tức đồng hồ đã chạy, hiển thị rất rõ và đẹp. Để vào chế độ cài đặt, nhấn phím A. Đầu tiên là cài đặt giờ, nhấn phím B để tăng giá trị cài đặt. Hiện đang là 11:45. Mình sẽ chỉnh đúng giờ. Nhấn phím A một lần nữa để chuyển sang cài đặt phút. Và nhấn phím C để thoát chế độ cài đặt. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về chiếc đồng hồ này nhé. Các bạn thấy chiếc đồng hồ này thế nào? Rất đẹp đúng không? Dù là treo trên bờ tường hay để trên bàn. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng tháo chiếc đồng hồ này ra xem cấu tạo bên trong. Đồng hồ này khá là nhiều ốc vít phía sau, tháo hơi bị mệt đấy. Và đây là bên trong của chiếc đồng hồ. Mình thấy các chi tiết linh kiện, đường mạch khá là đẹp, đồng hồ sử dụng hoàn toàn LED 3528. Phần mặt sau có 3 nút nhấn, IC điều khiển đồng hồ, pin nuôi giờ CR2032. Đây là phần mặt trước của đồng hồ. Vậy là mình và các bạn đã cùng review chi tiết từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài chiếc đồng hồ độc đáo này. Các bạn thấy chiếc đồng hồ này như thế nào? Chứ mình thấy chiếc đồng hồ này treo trên bờ tường hay để ở đâu cũng rất độc đáo, thu hút ánh nhìn luôn.
Và hãy dành tặng cho bán linh kiện một like và một subscribe để giúp bán linh kiện sớm đạt được 100.000 lượt đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Để mua hàng trực tiếp, các bạn tại Hà Nội có thể ghé qua 3 cơ sở của bán linh kiện đang hiện trên màn hình. Đối với các bạn tại Hồ Chí Minh, có thể ghé qua địa chỉ 106/5 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, gần chợ Nhật Tảo để được mua hàng trực tiếp và được tư vấn hỗ trợ một cách tốt nhất. Còn đối với các bạn ở ngoại thành, có thể đặt hàng online trên website baninhkien.com. Bên mình sẽ ship hàng tới mọi miền Tổ quốc và tới tay bạn một cách nhanh nhất. Để theo dõi, cập nhật thông tin cũng như được hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi, các bạn hãy theo dõi ngay fanpage Facebook baninhkien.vn đối với các bạn miền Bắc và baninhkien.vn Nhật Tảo đối với các bạn miền Nam. Bán linh kiện trân trọng cảm ơn.